Doanh nhân 8X làm căng, quyết vạch mặt streamer vai rớt lùa gà. Đàn em dối rít xin lỗi nhưng vẫn không tha. Z Under, người khơi màu drama về tiền mã hóa của streamer vai Mới đây đã có bài đăng tải phốt dự án in poker mà một nhân vật tên Vinh rốt bí ẩn đưa tới cộng đồng. Nhanh chóng streamer đáp lại rằng, tôi tham gia thị trường bao lâu không quan trọng, tôi giàu là được. Đặc biệt hơn, sau khi streamer này xuất hiện và trả lời truyền thông, tớ cũng mất tiền kha khá rồi đó. Đâu đó vài nghìn đô, vài chục nghìn đô và cũng đã từng sai lầm về mặt dự phóng, về thao tác, về tiếp nhận thông tin. Doanh nhân 8X lại càng muốn làm căng hơn những phát ngôn đá nhau này và anh quyết bóc tách vụ việc này cho đến cùng, sau đó, streamer vai rất nhắn riêng doanh nhân 8x xin thua và những lần xin lỗi khi vạ miệng, Zander trả lời, tôi sẽ làm cho đến khi nào vinh rốt thừa nhận cấu kết với cơ xả token. NFT là xu hướng mà cộng đồng crypto dành sự quan tâm lớn trong năm 2021, xu hướng NFT sẽ tiếp tục bùng nổ trong năm 2022 khi có sự góp sức của giới giải trí, những người siêu giàu trên thế giới, trong đó có những người nổi tiếng tham gia vào lĩnh vực NFT như Snoop Dogg, Eminem, Jay-Z Shakira, Lewis Capaldi, Steve Aoki, Shawn Mendes, King Serp Leon, Soulja Boy và AP Hextrin. Bên cạnh đó, các ngôi sao thể thao cũng đang góp phần giúp cơn sốt NFT ngày càng phủ sóng hơn, nổi bật top shot khi mang đến cho những người hâm mộ NBA cơ hội mua, bán và giao dịch video nổi bật với giá thấp nhất 219.000 đô. Những con số trên chỉ là một phần nhỏ của vũ trụ NFT rộng lớn, khẳng định NFT là tương lai và hãy trở thành những người đi đầu xu hướng trong khi phần đông nhà đầu tư nhỏ lẻ thận trọng sau cú trượt giá mạnh của Bitcoin, kéo theo sắc đỏ ở các cặp tiền khác, các cá voi, cá nhân sở hữu nhiều BTC vẫn mua thêm Bitcoin mặc cho sự hoài nghi về mùa đông crypto của giới đầu tư. Cụ thể, một cá voi vừa mua thêm 43.000 Bitcoin ở mức giá 46.553 USD. Ngay sau đó, nhiều tranh cãi nổ ra trên các trang mạng xã hội nhằm tìm xem ai là chủ của chiếc ví lạnh khủng này. Mọi nghi ngờ đổ dồn vào Binance, sàn tiền số lớn nhất thế giới, bởi trong năm 2019, Binance từng thông báo sở hữu địa chỉ ví nói trên, tài khoản này đang nắm giữ 116.601 Bitcoin và chưa bán ra bất kỳ đồng Bitcoin nào. Lịch sử giao dịch chỉ ghi nhận các hoạt động chuyển BTC từ ví này lên chuỗi Binance.